thì anh bưng qua bên đây điện. Em nói là người ta tính cái điện này chưa này. Thì cái đĩa đó, cái đĩa. Bưng ra nhé. Đấy là để. Để cái đĩa xong chưa điện. Điện là cấn đĩa xong. Bỏ luôn cái đĩa lên luôn đi. Lấy cái đĩa khác căng cái đĩa. Không thì nó ra cái bò. Anh Vương này cũng nhiệt tình lắm, anh nói thì còn để tiền là để là có đét đâu, hôm nay là anh mua được. Thế sao, hôm qua là bảo thế. Thế thì Vương như đứa là không có cái nước rồi. 4 năm 8 đó. Đó nói anh mua cái nước rồi mà. Bảo thế bọn em đi lên đây lấy chứ. Anh mua em nói anh Vương rồi. Anh họ đang cỏ gió em mà mua lên này món thôi, em không có nón gió bao nhiêu hết trơn á. Anh nói thì của anh là anh cũng mua, nó là tốn 500 tiền rồi thì sao lại anh sao lại gọi thế? Không có nó ở đó cái thùng xốp nhỏ quá. Mấy mấy tuổi chị thùng? Không đến. Một tủ. Rồi, em chuẩn bị vô thùng. Đồ nó to. Một tủ nhỏ rồi. Lấy cái sừng tủ lắm. Hát mà không gõ là cái hình con gái. Trên tiếng được không? Em gian nữa. Tạm dục em bao nhiêu? Tư sẽ bóc 100 mình trang quanh. Em gian. Rửa cái đệm bọc khô chèn chèn quá. Đó đi hầu đó cũng. Con thì họ tắm. Đây thôi anh giữ mượn ái chứ là người ái chứ chỉ mà kẹo biết là sao.
Rồi bấm một rồi vậy. Đó điện thoại ra chụp ảnh đi. Lấy cái điện thoại ra chụp ảnh đi. Ừ, ha. Má rảnh chút tôi bùi rồi. Mở cái tô bự ra hả? Dạ dạ thương thương thương. Thương. Đâu đó. Tấn hơn hai hả? À. Má đứng ở bên kia ngồi như vậy. Ngồi đứng ở đó. Anh Trình á, anh Trình. Cái Trình cũng quẹt cho mình. Nhưng mà chị lên 500 đây. Chị giáo, có kẹo không? Có kẹo á. Ừ rồi, mình cầm á. Chị đếm chị thì đi mình rồi. Mình đưa cho họ. Ngân tay ngân kia nó lên kìa. Mình lên trước. Lưu lưu tập luôn. Mua đi đi hả? Mua đi hả? Mật khẩu hay là dạ, bà biến nhé? Dạ, bố đi có thẻ. Để đi cái thẻ đấy. Không bấm được. Nhận cái bấm sáng xuống, anh bấm đây. Cái bấm này tầm em. Cái này ít hơn được chỗ cái gì? Đào Nam đây. Cố Nam đây.